Hoàng à, nói lại đây nè Hoàng ơi. Hoàng ơi. Ủa sao nó kêu rồi? Hoàng ơi Hoàng, má lên nè. Ủa trời đất ơi. Ủa má. Ừ. Má lên chi vậy? Cái thằng hỏi kỳ cục không? Thì má lên nhớ con, má lên thăm con chứ. Ừ rồi mày làm gì vậy? Thôi má ngồi chờ con đi, con phơi đóng đồ xong con phải đi chợ nữa. Cái gì nữa? Đi chợ nấu ăn con cũng làm hả? Con làm luôn mà. Con vợ con làm cái gì nó không làm? Trời ơi, đàn ông hiện đại mà má, giúp vợ được gì giúp hết đi, đâu có sao đâu. Mà vợ con đâu rồi? Vợ con nó đi công chuyện rồi. Trời đất ơi, cái thằng thiệt tình. Trời, con thấy đâu sao đâu, giống như ba ngày xưa thôi. Ba ngày xưa cũng sợ má lắm chết luôn mà. Sợ hồi nào? Ba con là nể má chứ không sợ. Thì giống như là má coi con là đang nể vợ con đi. Ngồi chờ con đi, con sắp xong rồi. Má mệt quá, má vô phòng má nghỉ được không? Thôi đừng vô chỗ làm chi. Sao vậy? Giờ lắm, con chưa có dọn quét dọn hết chứ á. Con có cái gì nữa? Mày cũng lau nhà luôn hả? Con làm hết á. Sao con vợ mày lỡ không làm cái gì mà mày làm hết vậy? Trời đâu hiện đại mà má, giúp được vợ gì giúp hết đi. Bình thường không sao đâu. Minh Hoàng ơi, sao không vô Minh Hoàng? Dạ, dạ con về á. Nhờ dọn dẹp nhà cửa. Ủa má. Ủa dâu mới đâu về vậy? Dạ chào má. Má mới lên hả? Má sao vậy? Tôi lên mà sao cái nét mặt ngơ ngác vậy? Đi đâu mới về vậy? Dạ đi công chuyện mới về má. Trời đất ơi, sung sướng đi công chuyện làm cái gì? Đi công chuyện gì mà đó? Dạ đi làm móng á. Trời ơi, nói trước mặt má chồng hiên ngang vậy con đi làm móng má. Mà trong cái thằng chồng nè, trời ơi, đầu tắt mặt tối, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà rồi phải đi chợ đúng không? Con coi vậy coi được không? Dạ anh làm hoài à. Hả? Con nói gì nữa hả? Kỳ này tôi lên đây chơi á là tôi ở mấy ngày. Hả? Trời ơi, nhức lưng quá đi. Ủa má. Gì? Sao má không ngồi ra đi? Trời ơi, tao đã đau quá lưng mà ngồi cái ba cái ghế này cho gãy cái lưng luôn sao? Trời đất ơi, nhà có đàn bà phụ nữ mà có cái bàn này nó dớ. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Đâu phải nhà này có một mình hai vợ chồng con ở đâu. Nhà trọ mà. Lao hoài đó chứ, mà tại vì nó dơ thôi. Thôi con đừng có lấp liếm. Nhà trọ là nhà trọ mà mình đã vô ở là nhà của mình. Gái con đứa gì mà nhà cửa xác. Trời ơi, tôi không có dám để chân không nữa đó, nhà bụi không à. Ê, ghế về má ơi. Trời, hai má con tâm sự có vẻ vui vẻ nhỉ. Trời đất ơi, Hoàng. Gì? Sao lấy cái ghế nhà ông tướng qua đây vậy? Rồi lấy có làm sao không? Mượn chút có nhầm nhò gì, tao đâu có ích kỷ đâu. Cái ghế này bồ của gia bảo sao dữ vậy? Của... Dạ tại ông tướng cũng khó chịu lắm má. Đó là chuyện của người lớn, để tôi nói, tôi đối xử. Không mượn cô. Thôi má ngồi đi má. Tao có lưng mượn cái ghế một chút à, cũng nhăn nhó. Thôi má ngồi đây nha, để lại phụ vợ con cho có đồ ăn nhanh nhanh. Ngồi đây, ngồi đây. Trời đất, con làm gì con lăn xăng vậy? Lâu lâu má mới lên, lẽ con dâu nó không nấu được bữa cơm sao phải qua phụ? Không phải, con thấy lâu con sợ má đói cho nên là phụ một tay cho nhanh đó mà. Bởi vậy thôi nè, giờ một con nhỏ nè, riết rồi nó bị vợ năng hiếp hay sao mà nó ốm nhom ốm nhách vậy hà? Con ốm chỗ nào đó? Thì so đi, hồi mà đó là dưới má nuôi gà ốm hơn bây giờ. Con thấy anh bình thường mà má. Bình thường gì mà bình thường? Dạ, mời má. Mua thịt gì đâu mà mỡ không hà? Dạ. Ờ giờ cái dĩa thịt là không có thấy ngon một chút xíu nào. Ta mua ba rọi là ba rọi rút sườn, mua cái gì đâu mà trời đất ơi. Ăn mỡ thế mà ớn luôn vậy hả? Dạ mời má ăn cơm. Rồi ăn cơm đi. Dạ. Em ăn cơm. Ờ. Dạ mời má ăn cơm. Em ăn cơm. Ăn thêm cái này đi cho nó ngon. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu gì sao mà con tôi nó ốm nhom ốm nhách vậy nè. Tại người ta ăn hết phần của nó rồi. Trời. Đâu có, con ăn bình thường, con ăn nhiều lắm á má. Trời ơi, con quá chặn luôn á. Trời ăn là phải ăn là quá trời nhiều luôn. Ủa dạ. Cái gì vậy? Cay quá. Cay quá, ớn nhiều quá cay. Ui, nói rồi ăn uống bây giờ ngó đàng hoàng chứ. Bưng cái tô canh qua đây coi. Dạ. Mời má. Canh gì vậy? Ờ dạ, canh chua má. Canh chua rau muống má. Canh chua hả? Dạ. Ủa nấu canh chay sao không có một miếng thịt, miếng tép gì hả? Cua, cá gì trong đây hết trơn vậy nè. Vợ chồng con ăn quen vậy má. Má má. Cái gì vậy? Hết hồn cái chứ à. Má định hấp cái muỗng đó hả? Tôi định nếm coi có làm sao không. Thôi con lấy cái muỗng cho má mà. Không, ngồi xuống.
Trời ơi, tôi đâu có bị bệnh truyền nhiễm đâu sợ lây. Lấy thêm cái muỗng chi ngồi rửa, tốn xà bông, tốn nước nữa. Sợ gớm hả? Thằng này hồi nhỏ tôi nuôi á, tôi mớp cơm nè, nước miếng không mà đúng nó ăn tới nó lớn giờ này mới là chồng của cô đó. Kỹ quá đáng à. Trời đất ơi, phải canh chua không hay là canh muối gì mà mặn lòi vậy? Sao mặn quá phải không? Đâu thấy ngon vừa ăn mà má nói gì kỳ á. Ngon cái đầu con á, sợ vợ riết là không còn phân biệt cái mùi vị gì hết trơn rồi. Má nói mặn là mặn, hiểu chưa? Con nói đúng mà, như muốn đúng cái gì? Cái đầu chanh này mà má nấu là ngon số 1, hiểu chưa? Ủa ngon số 1 thiệt luôn hả má? Sao? Ý má nói con không biết cách chăm sóc ảnh nè. Chứ còn gì nữa, hồi đó mà nó chưa có lấy vợ, nó đâu phải ốm o gầy mòn như giờ đâu. Nè con, ăn cà chua nè, ăn đồ có rau, đồ cà chua. Ơi anh ơi, nè cái này vừa có nạc vừa có mỡ ngon lắm đó. Ơi mỡ không mà cho nó ăn chi vậy rồi. Thôi mình ăn con cá đi, vitamin D nha mình. Nghĩ sao vậy? Coi được không? Dồn cái mặt nè, có cái gì ăn không ngoài con cá? Có hai con cá mà hai dặm ăn hết thì tôi ăn cái gì? Hai dặm ăn con cá này đi. Vợ nó không ăn nữa. Thôi chồng ăn rau đi, ăn rau đi, ăn canh rồi đi cho nó tốt nha. À, trời đất ơi, giờ cái dĩa chén cơm của nó coi còn là rau rác không, phải có thịt thà cá mắm vô nên mới có sức khỏe. Cô lo cho chồng cô về hàng chứ nhỏ ớm sao được. Thiệt tình luôn á, bởi tại nó trời đánh tránh bữa ăn mà không nói là không được, mà không ăn ngon. Thôi bớt giận má, thôi nhà mình đang vui vẻ mà. Vui gì nói, ăn cơm cho ngon đi. Con thấy vui con ăn đi, má không ăn. Coi nè, thịt thà nè, mỡ không à, nước cho tôi nè, cái còn xíu vậy nè hà. Còn vợ đó kìa. Vợ vợ lên coi. Thấy đang lau nhà không? Trời đất ơi, cái gì vậy hả? Con. Dạ. Má mới lau nhà rồi con lấy con lau nữa là y con bỉ mặt má là lau nhà không có sạch phải không? Dạ đâu có. Tại nãy má lau từ đây vô trong phòng rồi, giờ con lau từ trong phòng ra ngoài đây để mà má nói nó dơ. Dạ chắc cô sạch sẽ, cô kinh nghiệm dọn dẹp nhà bằng tôi à. Thôi thôi, tới giờ ăn rồi chồng ơi, ăn đi để đôi má la nó ốm yếu gầy mò quá không có được. Ăn đi. Mới ăn hồi nãy rồi mà. Không sao đâu, ăn đi. Tôi làm má nói anh nướng quá mới đai em được. Nhưng mà anh no rồi, không có ăn nữa. Anh không ăn anh chê cơm em dở mà. Ngon không dĩa à? Ngon không? Ngon. Quá no luôn rồi, quá ngon luôn rồi. Thôi bây giờ mình vô phòng mình mở máy lạnh nằm nghỉ cho nó đã nè. À đúng rồi, ý kiến sáng suốt nhất. Thôi á, ăn cơm của vợ nấu xong rồi, bây giờ tới phiên ăn phần của má nấu. À súp cua rất là bổ dưỡng, ăn đi con. Nãy ăn cơm khô quá, bây giờ ăn súp vô cho nó khỏe. Trời má, anh mới ăn dĩa cơm rồi má mới ép ảnh. Nghĩ sao cái dĩa cơm và bá mà ăn hết, mà cái chén súp chút xíu mà không ăn. Súp cua đó, những cái gì bổ dưỡng là má nấu cho con đó. Không phải con chê rồi má nấu, nhưng mà tại vì con no quá rồi, con không nổi nữa. Đi học, ăn không má tao về. Ê, con ăn mà. Ngon không con? Dạ ngon. Ừ, giỏi. Ăn hết đi con. Dạ biết rồi, từ từ ăn hết.
nước mặn. Cái gì? Có nước ngon quá à. Hả con, khỏe chưa? Đây, la xét ăn tiếp tục. Ngô quá má ơi. Trời ơi, một miếng này trái cây có là báo đó con, mà nó trời. Ăn cho má vui coi. Trời ơi, bắt anh ăn chút hồi anh bể bụng sao má. Sao mà bể bụng được? Ăn cái này mà bể bụng cái gì? Ăn cơm của cô mới bể bụng đó. Ăn gì vậy anh? Được không? Sao vậy? Thôi no quá thôi, đừng ăn nữa. Sao vậy? Sao vậy? Mình thấy... Sao? Đấm đấm nhiều quá má. Có sao không anh? Đấm là sao? Anh có sao không anh? Tính coi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, quán, quán ơi, quán. Chồng, trời ơi, cô nó bị trúng lực. Tại cô đó, cô ép mày ăn một người dĩa cơm thì nó mới bị gì nè. Má đó, tại má ép bằng thêm đó đó. Cái dĩa sớm tôi cứ gặp nhờ vậy, tại cô đó, cô cãi đầu. Cứ đầu cô cãi hoài à. Trời ơi, anh ơi, tỉnh đi anh ơi, có sao không vậy? Sao, để má pha nói liền đứa đùa là nó uống là xong hết rồi. Trời ơi, không có được đâu mà, mệt quá, chồng ơi. Trời ơi là trời, dâu ơi là dâu. Tại sao má nói cái gì con muốn cãi má là sao vậy? Tại sao con ham ăn thua đủ với má quá vậy, hả? Má xin lỗi má. Con nhỏ dại, con không có khéo ăn khéo nói. Vậy mà con còn hơn thua với má nữa. Con xin lỗi má, con có gì lỡ lời má tha lỗi cho con. Tại vì nhỏ giờ con không có được ba má con dạy nhiều. Xin lỗi má, xin lỗi má. Chồng má lỗi tại con, lỗi tại con. Má thấy con nói vậy má cũng nhận mình cũng lỗi. Má là má sai. Con là dâu của má còn nhỏ thì con má cái gì má phải dĩ biểu chứ má hơn thua với con từ ly từ tí làm cái gì nữa. Bây giờ xảy ra cái người bị là con của mình là chồng của con khổ ghê vậy. Thôi rồi hai má con mình lo cho nó đi. Con ơi con. Chồng ơi đi bệnh viện chồng ơi. Con ơi con ngồi chắc chồng sao ơi. Con cũng thường phép con bây giờ đi. Con gọi cấp cứu nha má. Đi cấp cứu đi đem cấp cứu. Khỏi khỏi má. Nói tỉnh đó hả? Khỏi em. Dạ dạ con dạ. Sao không chồng? Con dạ. Anh ơi có sao không anh? Sao con? Anh tỉnh rồi. Sao không sao anh không sao? Không sao hả? Còn không sao má. Con bình tĩnh, con bình thường lại coi. Khỏe chưa chồng? Khỏe, không có bị gì hết trơn á. Cũng may á là nhờ cứu ngã vừa rồi. Cho nên là hai mắt con mới hiểu nhau hơn. Và đó cũng là một liều thuốc hiệu quả nhất dành cho con. Vậy là nãy giờ con đóng kịch đó hả? Vui mà. Là má vợ con hết hồn hết vía. Khỏe rồi á, vậy thì bây giờ trời. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sớm tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét.